Người đàn ông ở Bắc Ninh mua ô tô cho vợ, bốc được biển ngũ quý năm. Hình ảnh người đàn ông ở Bắc Ninh may mắn bấm được biển kiểm soát 99A55555 khi làm thủ tục đăng ký ô tô được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội sáng ngày 24 tháng 5. Theo đó, chiếc xe được đăng ký tại Công an huyện Gia Bình, Công an tỉnh Bắc Ninh. Anh Nguyễn Văn N, người địa phương, đến làm thủ tục cho xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Santa Fe, sản xuất năm 2022. Sau đó anh N bấm được biển số 99A55555. Anh Nguyễn Văn N cho biết, anh thấy vui khó tả khi ngẫu nhiên bấm được biển số ngũ quý năm. Khi được hỏi nếu có người ngỏ ý mua lại xe với giá cao, anh N cho biết, do anh mua xe cho vợ nên quyền bán xe là do vợ quyết định.